Thắng, mày định sống vô trách nhiệm như thế này đến bao giờ nữa hả con? Đây là lần thứ 3 trong tháng chủ nợ đến đòi tiền rồi đấy. Anh ăn chơi gì thì cũng phải mức độ thôi chứ. Hai người thôi đi. Mẹ, mẹ có trả nợ được cho con thì trả, mà không thì thôi. Để chúng nó muốn làm gì con thì làm. Ơ kìa, đúng ra bây giờ anh phải tu chí làm ăn, chăm vợ chăm con. Đường này, suốt ngày giao du với đám bạn xấu, anh để mẹ và em lo cho anh đến bao giờ nữa? Cô không phải là mẹ tôi, đừng có dạy khôn tôi. Em và mẹ cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi. Tốt cái gì? Cô có biết là từ bé đến giờ tất cả mọi thứ của tôi đều là do mẹ sắp đặt không? Học cái gì, thích cái gì đều là do mẹ hết. Thậm chí lấy vợ là cô kìa cũng là do mẹ tôi sắp đặt đấy. Hai người biến tôi thành con rối từ bao giờ đây? Thằng mất dạy, ý mày là như thế nào bây giờ hả con? Từ bây giờ cuộc sống của tôi sẽ do tôi quyết định. Ngoài việc ăn bám với báo đời ra, mày làm được việc gì hả con? Tôi sẽ đi khỏi cái nhà này. Tôi không cần bất cứ cái gì của mẹ hết, kể cả đứa con dâu mẹ cứ cho tôi. Anh Thắng, anh Thắng. À Vân này, mẹ thấy thằng Thắng nó đi 3 năm nay rồi không có tin tức gì. Mà con thì trẻ đẹp phơi phới thế này, con không tính đi bước nữa à? Mẹ, mẹ là mẹ chồng của con, sao lại khuyên con đi lấy chồng mới ạ? Mẹ là mẹ chồng thật, nhưng mẹ coi con như là con gái mẹ mà. Mẹ thấy con cô đơn lủi thủi như thế này, mẹ cũng thấy xót xa lắm đấy. Chẳng phải con đang ở với mẹ vui hay sao? Này Vân này, cuối tuần này mẹ sắp xếp một buổi đi xem mắt con trai của bạn thân mẹ. Nghe thì mới đi nước ngoài về đấy con à. Thôi con không đi đâu mẹ, như thế kỳ lắm. Con cứ đi cùng mẹ đi, coi như con dẫn mẹ đi chơi thì có cái gì đâu, đến thăm người bạn cũ mẹ mà. Vâng, thôi con đi làm đã, kẻo muộn mẹ. Con chào mẹ. Con đi đi. Tập đoàn Michi gây quỹ từ thiện xây trường vùng cao. Ôi anh. Này, đây phải công ty của mẹ anh không? Đúng rồi, mà có chuyện gì à? Lại còn có chuyện gì? Anh là con trai duy nhất của chủ tịch, đã đến lúc anh phải trở về để đòi quyền lợi rồi đấy. Thôi, anh không về đâu, mất công bằng tiếng là ăn bám. Đã nghèo lại có sĩ diện. Anh nhìn lại anh xem, chẳng phải là anh đang ăn bám em à? Anh nói kiểu gì đấy? Không ở được thì thằng này phán. Không, ý anh không phải như thế. Nhưng mà bây giờ anh nghĩ mà xem, bao nhiêu tiền như thế mà mẹ anh đi từ thiện hết có phải phí không? Đáng nhẽ ra cái số tiền đấy là phải của anh ấy. Nhưng mà... Nhưng nhị cái gì, anh cứ nghe em đi. Hai người chuẩn bị đi đâu vậy? Anh Thắng, anh... Cuối cùng anh cũng chịu quay về rồi à? Anh có biết mẹ lo lắng cho anh thế nào không? Thế là lại vác cái mặt về đây à? Không đi luôn đi. 3 năm qua con đã suy nghĩ rất nhiều, con cũng làm ăn bươn chải, con nhận ra rằng cuộc sống khắc nghiệt hơn con nghĩ mẹ. Chắc là lại chơi bời nợ nần gì về xin tiền chứ gì? Dạ không phải, con suy nghĩ nhiều lắm. Con nhận ra rằng càng trưởng thành thì gia đình mới là nơi con hướng về mẹ. Anh có biết em mong chờ anh trở về từng ngày không? Mẹ, mình hủy buổi xem mắt hôm nay nhá. Em nói cái gì? Xem mắt gì? Mẹ bảo nó đi xem mắt đấy, nhưng thôi hủy con ạ. Vân này, con vào xem nấu cơm, nấu món nào con ngon mà chồng con thích ăn ấy. Anh, em thấy anh gầy quá. Những năm qua anh sống vất vả lắm đúng không? Mẹ à, Vân, anh có chuyện này muốn kể cho anh mà. Có chuyện gì anh nói đi. Chẳng là 2 năm trước đại dịch bùng phát, con bị công ty đuổi việc, lang thang không nhà không cửa, đói quá mà ngất đi. May mà có một cô bé nghèo giúp đỡ. Con người ấy phải trải qua sóng gió thì mới trưởng thành được con à. Con kể chuyện này với mẹ vì con muốn mẹ nhận cô gái đấy làm con nuôi, coi như là để bà đáp ân tình mẹ. Nhà mình ấy có thêm người lạ thì mẹ không quen đâu. Nhưng mà Ngọc nó đáng thương lắm mẹ ạ. Nó là trẻ mồ côi, lại bị câm bẩm sinh, để nó bơ vơ ở bên ngoài con cũng không cam lòng. Đón nó về đây cũng phụ giúp Vân được việc nhà mà mẹ. Anh Thắng nói phải đấy mẹ ạ. Dù sao người ta cũng là ân nhân của chồng con, nhà có thêm người thêm vui. Tùy hai con quyết định. Từ bây giờ em sẽ là thành viên của gia đình mình. Cảm ơn em đã cưu mang chồng chị lúc khó khăn hoạn nạn. Thắng, con lên gác dọn phòng cho em lên nào. Mẹ và Vân đi công ty họp gấp, chiều mẹ về đưa cả nhà mình đi ăn nhà hàng nhé. Dạ.
Thôi em đi đã. Này, anh quá đáng lắm đấy nhá. Bắt em mặc cái bộ đồ hôi hám bẩn thỉu này, sao lại còn không cho make up nữa? Diễn thì phải diễn cho tới chứ. Mà công nhận nhà anh đẹp phết đấy. Sớm muộn gì nó cũng sẽ trở thành nhà của em thôi. Em cẩn thận đấy, lỡ ra một cái là mất hết. Anh yên tâm, diễn là nghề của em mà lại. À con này, từ ngày Thắng về, con có thấy cái gì thay đổi không? Con thấy tốt mà mẹ. Bọn con đang còn tính cuối năm cho mẹ về cháu đây này. Mẹ thấy nó cứ lạ lạ làm sao ấy. Mẹ cứ lo xa. Anh Thắng trưởng thành, mẹ phải mừng chứ. Con mẹ đẻ ra thì mẹ biết Giang Sơn có thể thay đổi, nhưng bản tính không rời. Mình cứ cẩn thận là tốt nhất con ạ. Vâng, con hiểu mẹ. Có vẻ là mẹ anh rất coi trọng chị Vân, giao hết toàn bộ quyền quản lý công ty cho chị ta đấy. Anh cũng đang lo lắng đây. Anh nghe được thông tin từ phía luật sư, mẹ anh định thừa kế tất cả tài sản lại cho Vân. Anh chẳng có cái gì cả. Thế thì chỉ cần chị ta biến mất thôi thì tất cả tài sản sẽ thuộc về anh. Em định làm gì ạ? Anh nghe cho rõ đây này. Anh có mua cà phê cho em này. Đúng là em thích đấy. À thôi muộn rồi, em phải lên công ty gấp anh ạ. Em để quên này, mang lên xe uống cho tỉnh táo. Vâng, em đi đây. Thắng ơi, Thắng, có chuyện không may rồi con. Có chuyện gì vậy hả mẹ? Cái Vân nó bị tai nạn trên đường đi làm rồi. Con đưa mẹ vào bệnh viện gấp. Vào gấp ngay, nhanh đi con. Mẹ cứ bình tĩnh đã. Mẹ cứ xuống dưới nhà trước đi. Con chuẩn bị ít đồ đạc cho Vân rồi con xuống luôn. Nhanh lên con nhá. Thôi mẹ xuống trước đây. Thấy chưa? Kế hoạch thành công, không một dấu vết. Nhỡ Vân hồi phục được sao? Anh yên tâm đi. Cái loại thuốc đấy, sau khi uống vào một tiếng thì tim sẽ ngừng đập. Không khéo giờ này. Tôi tưởng cô bị câm bẩm sinh mà. Sao chị lại ở đây được? Mày là thằng khốn nạn, nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà. Mẹ nghe con nói đã. Ngọc mới chỉ biết nói lại thôi. À, không phải là như thế. Mà Vân, anh tưởng là em bị... Anh tưởng là tôi uống cốc cà phê anh đưa rồi xảy ra chuyện đúng không? Đâu có dễ vậy. Tôi không phải là con Vân của 3 năm trước. Linh cảm của mẹ không sai con à. Rõ ràng nó có ý đồ, nó mới mò về đây để phá nát cái nhà này ra thôi. Rất may là tôi nghe lời mẹ, là phải cẩn thận với hai người. Đây, hai người tự nghe đi. Anh đổ lọc thuốc em đưa vào cà phê của chị Vân. Uống cái thuốc này vào xong ấy, chị ta sẽ bị tê liệt thần kinh. Lúc lái xe đi làm chắc chắn sẽ xảy ra tai nạn. Anh đổ lọc thuốc em đưa vào cà phê của chị Vân. Uống cái thuốc này vào xong ấy, chị ta sẽ bị tê liệt thần kinh. Lúc lái xe đi làm chắc chắn sẽ xảy ra tai nạn. Hai người không chối cãi à? Mẹ nghe con nói đây. Con mới là con trai ruột của mẹ. Còn cô ta không cùng huyết thống với ta mình mà. Mày câm mồm đi. Từ trước nay tao đã coi con Vân như con đẻ của tao rồi. Tôi đã từng rất vui khi anh trở về, tưởng rằng mình sẽ có một gia đình hạnh phúc. Hóa ra tất cả chỉ là dối trá. Anh và cô ta mau cút đi. Mẹ con tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa. Mẹ ơi.